Xin cảm ơn các bạn Yến Hải, Đỗ Hoàng, Aris, Tuấn Lê, Cường Đỗ, Bảo Đặng đã đóng góp cho Ad một cái tên mà bản thân của Ad cũng rất nể phục và yêu thích anh ấy. Hôm nay, anh ấy sẽ cùng góp mặt trong ngôi đền huyền thoại. Với cái chân trái ma thuật và kỹ thuật level max trong làng túc cầu, anh luôn được biết đến là một huyền thoại bất tử, một biểu tượng, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil từng sản sinh. Anh còn nổi tiếng với những pha volley lật bàn đèn, những quả đá phạt đỉnh cao, những cú sút xa trái phá. Từ kiến tạo cho đến ghi bàn, anh đều thực hiện nó một cách trau chuốt, tỉ mỉ và đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 99, ông vua tại Barcelona trong những năm cuối thập niên 90. Hôm nay, ngôi đền huyền thoại của bóng đá.com.vn tiếp tục chào đón một thiên tài, ảo thuật gia Rivaldo Vitor Borra Ferreira. Sinh ngày 19 tháng 4 năm 1972 trong một gia đình rất nghèo khổ, nằm trong khu ổ chuột ở gần thành phố cảng Recife, Pernambuco, Brazil. Ngay cả khi lớn lên, vẻ mặt của anh vẫn hằng in đậm những nét khắc khổ, nhọc nhằn mà Rivaldo đã phải nếm trải từ khá sớm trong cuộc đời. Anh bị suy dinh dưỡng, chân bị vòng kiềng, tức là chân bị cong. Khi bạn đứng thẳng, khớp gối hai bên chân nghiêng vào bên trong, làm cho hai đầu gối không thẳng khít và có khe ở giữa. Và việc suy dinh dưỡng nặng đã khiến Rivaldo bị mất nhiều răng. Anh không được may mắn như bao đứa trẻ khác, nhưng chính những đau khổ, vất vả đến quá sớm với cậu bé nghèo đã thôi thúc anh theo đuổi niềm đam mê đến cùng để đạt được giấc mơ. Người cha thân yêu, ông Romildo, thậm chí còn chưa kịp chứng kiến con trai mình khôn lớn, trưởng thành đã phải qua đời vì tai nạn đường sắt năm 89. Một năm sau sự mất mát đau đớn này, Rivaldo cũng chính thức bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình. Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi khi ký hợp đồng với Paulista. Huấn luyện viên của đội khi đó tỏ ra không tin tưởng với thân hình yếu ớt của anh. Điều này khiến Rivaldo thất vọng và buồn chán. Anh chuyển sang chơi cho Santa Cruz vào năm 91. Năm 1992, anh sang miền Bắc ký hợp đồng với Mogi Mirim. Vào năm 93, anh lại chuyển đến thủ đô chơi cho Corinthians tại giải hạng nhất. Sau vài năm thể hiện, Rivaldo đã có tên tại đội tuyển quốc gia Brazil. Vào năm tiếp theo, anh chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ cũ và chuyển lên Palmeiras, giúp câu lạc bộ này bảo vệ thành công chiếc vô địch Brazil năm 94. Khoảng giữa năm 93 và 94, anh được tạp chí danh tiếng Placa Magazine trao giải Bola de Prata cho cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia. Rivaldo còn vinh dự được chọn làm gương mặt đại diện cho đoàn Brazil tham dự Olympic Atalanta 96. Đội tuyển Brazil ở giải đó giành được huy chương đồng. Còn bản thân Rivaldo đã có được một giải đấu rực sáng. Kể từ đó, con đường bóng đá châu Âu đã mở thật rộng ngay trước mắt, nơi anh bắt đầu hành trình trở thành một vĩ nhân, một huyền thoại trong lịch sử bóng đá nhân loại. Trước khi Olympic 96 diễn ra, câu lạc bộ Parma đã tung tin đạt được thỏa thuận chiêu mộ Rivaldo. Nhưng sau Olympic, thay vì đến Serie A, anh đã đến La Liga để đá cho Deportivo La Corona. Anh chỉ ở đó một mùa giải, xong đã để lại những ấn tượng khó phai bằng những màn trình diễn đỉnh của đỉnh. Rivaldo là một trong bốn vua phá lưới của mùa bóng với 21 bàn thắng sau 41 trận, giúp Deportivo cán đích La Liga ở vị trí thứ 3.
1997, anh đầu quân cho câu lạc bộ khổng lồ Barcelona. Giá chuyển nhượng khi đó khoảng 4 tỷ peseta Tây Ban Nha, khoảng 26 triệu đô. Trong mùa bóng đầu tiên với Barca, anh là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai với 19 bàn sau 34 trận, giúp câu lạc bộ đoạt cú đúp vô địch La Liga và cúp nhà vua. Năm 1999, anh giành được thêm một chiếc vô địch La Liga nữa và cũng đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của giải đấu. Cùng năm đó, Rivaldo được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và giành luôn quả bóng vàng châu Âu. Trong mùa bóng thứ 3 với Barcelona, Rivaldo bất đồng với huấn luyện viên Luis Van Gaal. Anh chỉ chịu chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết chứ không chịu đá bên cánh trái. Dù quan hệ trở nên căng thẳng, Rivaldo vẫn ghi được 10 bàn tại Champions League, giúp Barcelona vào đến bán kết. Van Gaal thì bị sa thải vào tháng 6 năm 2000. Mùa giải 2001, Rivaldo một lần nữa là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại La Liga. Trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng đó gặp Valencia, anh đã ghi được cú hat-trick vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và thậm chí là của cả thế giới cho đến nay. Trận đấu này, Barca đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 với 3 siêu phẩm từ đôi chân vòng kiền của Rivaldo. Bàn thứ nhất là một đường cong uốn lượn tinh tế từ quả đá phạt trực tiếp. Bàn thắng thứ hai, độ khó đã được nâng lên đôi chút khi đó là cú nã đại bác hơn 25m găm thẳng vào góc lưới. Và bàn thứ ba, đạt độ khó level max khi nó hoàn hảo từ động tác khống chế bóng bằng ngực, xoay người và ngã người móc bóng. Bàn thắng này đã trở thành một bàn thắng biểu tượng tại sân Camp Nou, một trong những kiệt tác suốt sự nghiệp của Rivaldo. Nó đẹp, đỉnh cao và đẳng cấp từ mọi góc máy qua mọi thời đại. Rivaldo chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại của Barcelona. Vào tháng 6 năm 2002, một sự kiện lớn đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, đó là khi huấn luyện viên Luis Van Gaal, người có hiềm khích trước đó, trở về dẫn dắt Barcelona. Rivaldo sau đó đã hủy hợp đồng với câu lạc bộ Tây Ban Nha đến đầu quân cho AC Milan. Với Rossoneri, anh đã đoạt Coppa Italia và Champions League 2003. Thời gian ở Milan, Rivaldo lại chơi không được như kỳ vọng. Anh rời nước Ý chỉ sau 2 năm vì những chấn thương quá nhiều, quay về Brazil đá cho Cruzeiro. Năm 2004, anh chuyển đến Hy Lạp gia nhập Olympiacos. Rivaldo đã ghi một số bàn thắng đáng nhớ tại giải Hy Lạp mùa bóng 2004-2005, giúp câu lạc bộ này thâu tóm cú đúp bao gồm cúp quốc gia và chức vô địch quốc gia. Rivaldo tiếp tục ghi một số bàn thắng quan trọng tại Champions League, nhưng chừng đó là chưa đủ để đưa Olympiacos tiến sâu vào giải đấu khắc nghiệt này. Họ bị loại sau vòng bảng. Sau đó, anh ký hợp đồng mới với Olympiacos ở tuổi 34. Vào tháng 6 năm 2006, Rivaldo tuyên bố mùa 2006-2007 với Olympiacos sẽ là mùa bóng cuối cùng của anh tại châu Âu,
trước khi trở lại Brazil. Nhưng anh lại bất ngờ thay đổi quyết định và ở lại thêm một năm nữa. Đó cũng là mùa giải tốt nhất từ khi anh chuyển đến Olympiacos, ghi 17 bàn thắng sau 27 trận, giúp câu lạc bộ tiếp tục bảo vệ chiếc vô địch và thống trị bóng đá Hy Lạp. Rivaldo rời Olympiacos vào cuối mùa 2006-2007 do không đạt được thỏa thuận về mức lương sau 81 trận đấu và 43 bàn thắng cho câu lạc bộ. Anh gia nhập AEK Athens vào hè năm 2007. Năm 2008, Rivaldo đến Uzbekistan khoác áo Bunyodkor. Trong năm 2009, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới ghi bàn trong 4 trận liên tiếp. Nhưng rất hay là trận đầu anh ghi 1 bàn, rồi trận kế là 2 bàn, lần lượt 2 trận sau là 3 và 4 bàn. Cho đến nay, Rivaldo vẫn là cầu thủ duy nhất có được thành tích thú vị này. Sau mùa 2009, anh giành cú đúp danh hiệu cá nhân, vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Uzbekistan sau 33 bàn thắng cho Bunyodkor. Rivaldo quay về câu lạc bộ cũ Mogimirim năm 2011 là Sao Paulo. Sau đó nữa là Kapuskov 2012, Sausetano 2013 và giải nghệ trong cùng năm đó tại Mogimirim. Sau khi giải nghệ, Rivaldo trở thành chủ tịch câu lạc bộ và nghỉ hưu vào năm 2015. Trong sự nghiệp quốc tế của mình, Rivaldo ra mắt đội tuyển quốc gia Brazil vào năm 93 và tham dự Atalanta 96. Anh trở lại đội tuyển quốc gia tại World Cup 98, nơi anh ghi được 3 bàn thắng trên đường vào đến chung kết, trong đó có 2 bàn vào lưới Đan Mạch trong chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Brazil đã thất thủ tại Paris 0-3 trước chủ nhà Pháp, nhưng danh hiệu đã đến với anh vào Copa America 99 khi họ bảo vệ thành công chiếc vô địch Nam Mỹ. Với sự xuất sắc của Rivaldo cùng những thế hệ vàng bóng đá Samba, thành công tột độ đến với anh tại World Cup 2002. Rivaldo nằm trong bộ 3R bên cạnh Ronaldinho và Ronaldo, đã hủy diệt mọi đối thủ, ngán đường của họ đến với chiếc cúp vàng lần thứ 5 trong lịch sử. Dù có một giải đấu thành công, nhưng Rivaldo lại để lại ấn tượng xấu trong trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Anh câu giờ lộ liễu với tình huống diễn khá sâu, khiến cầu thủ đội bạn bị thẻ đỏ oan. Nhưng nhìn chung, Rivaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bên phía nhà vô địch Brazil tại giải đấu năm đó. Trận đấu quốc tế cuối cùng của anh là vào ngày 19 tháng 11 năm 2003, đó là trận hòa 3-3 với Uruguay. Anh đã thi đấu 79 phút trước khi được thay thế bằng Luis Fabiano. Sau tròn 10 năm phục vụ Selecao, Rivaldo đã có 74 trận đấu và 35 bàn thắng. Anh luôn được coi là một trong những cầu thủ xuất chúng, vĩ đại nhất của bóng đá Brazil và lịch sử bóng đá thế giới. Rivaldo là một cầu thủ mạnh mẽ, khéo léo và đầy sáng tạo. Dù trải qua một tuổi thơ bất hạnh và đôi chân không được lành lặn như bao người bình thường khác, khả năng điều khiển trái bóng của anh vẫn đạt đến cảnh giới cao nhất, tột cùng của kỹ thuật đỉnh cao. Trong quyển sách giáo khoa về kỹ năng chơi bóng, không những Rivaldo thuộc hết và thành thạo hết mọi chiêu thức, chính anh còn là người sáng tạo và đóng góp thêm vào quyển bách khoa toàn thư trong lịch sử túc cầu. Anh có thể ghi bàn từ mọi góc, mọi tình huống, miễn chỉ cần đưa cho Rivaldo trái bóng. Năm 2004, vua bóng đá Pelé đã đưa anh vào danh sách FIFA 100, những huyền thoại không bao giờ chết của lịch sử bóng đá. I wonder if you check my pictures on the little phone I got you. And I know I shouldn't care, there are better things to do than to spend my every moment creeping up on you, creeping up on you, creeping up on you, creeping, creeping, creeping. Was it all?
you noticed I was onto new things. Ironic now you check my pictures on the little phone I got you. Cause I thought you didn't care, you had better things to see than to spend a single moment creeping up on me. Just imagining that you thought about me, that you thought about me.